Ngày 29 tháng 7, ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đang giao công an xã này khẩn trương làm việc với các bên liên quan, làm rõ để có biện pháp xử lý đối với vụ việc cháu A 3 tuổi ở tỉnh Bình Phước, theo gia đình đến du lịch tại Nhân Lý, thì bị chó cắn ở vùng cổ mặt phải khâu 35 mũi. Theo bác sĩ Nguyễn Võ Huyền Trân, Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc, khi tiếp nhận cháu A, trên vùng cằm, môi có rất nhiều vết thương khá sâu, kích thước từ 4 đến 6cm, có vết thương ở cằm dài 8cm. Ngay lập tức kiếp trực tổ chức sát khuẩn, cắt lọc và khâu gọn các vết thương để xử lý thuốc và tiêm phòng nhiễm trùng. Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định, giảm sốt nhưng vết thương còn mủ nên chưa thể xuất viện. Anh H, 32 tuổi, cha cháu A cho biết, chiều ngày 27 tháng 7, gia đình anh rời eo gió đến con đường đá xanh ở giữa làng chài xã Nhân Lý để đi bộ ngắm tranh bích họa, thì bất ngờ trong hẻm có một con chó nhảy sọc ra cắn vào cổ con anh.